Savov dàn về KFAGS tuyển Brazil. Brazil là đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử World Cup với 5 lần vô địch. Đến với Qatar, Seleção không chỉ mang đến những cầu thủ chất lượng mà còn có những nàng VKFAGS quyến rũ. Caron Cabrino là bóng hồng phía sau Marquinhos. Người đẹp từng tham gia chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc của Brazil vào năm 2014 và thu hút sự chú ý của chàng trung vệ. Hiện tại, Caron chuyển hướng trở thành nhà thiết kế quần áo trẻ em và thành lập thương hiệu riêng tên Cabrino Baby. Natalia Becker gặp Alisson vào năm 2012 rồi kết hôn sau 3 năm hẹn hò. Gia đình nhỏ có 3 nhóc thì Helena, Matteo và Rafael. Người đẹp 31 tuổi là bác sĩ và ngôi sao của Quỷ Đỏ vùng Merseyside luôn tự hào khi nhắc về người vợ giỏi giang. Victoria Schneider và Gus đính hôn cùng Alex Telles vào tháng 9 vừa qua. Người đẹp không chỉ sở hữu sắc vóc quyến rũ, cô nàng là ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Đồng thời, Victoria cũng xuất hiện trên các chương trình truyền hình, loạt phim Source for Paul Amor của Netflix. Maria Julia Mazzali đang hẹn hò với Vinicius Jr. Người đẹp 21 tuổi là nàng VKAGS có sức ảnh hưởng nhất của tuyển Brazil trên mạng xã hội với 1 triệu người theo dõi. Nàng mẫu cũng là người đại diện, quảng cáo cho nhiều thương hiệu nổi tiếng. Duda Fournier là người đồng hành cùng Lucas Paquetá tới Lô Đông để anh chàng có cơ hội tỏa sáng tại West Ham. Không có gì lạ khi người đẹp tiếp tục đồng hành với tiền vệ 25 tuổi trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Duda có hơn 300.000 người theo dõi trang cá nhân, nơi cô nàng thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc với Lucas cùng hai nhóc thì Benicio và Filippo. Monique Salum kết hôn cùng Fred vào năm 2019. Mỹ nhân 28 tuổi là một trong những nàng VKAGS học thức cao nhất của tuyển Brazil. Monique tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư hóa học tại Trung tâm Đại học Belo Horizonte. Hiện cô nàng làm việc tại Trung tâm Phát triển Công nghệ Hạt nhân. Natalia Pialo là hậu phương vững chắc của Rafinha. Ngôi sao của Barcelona từng gây ấn tượng khi cầu hôn người đẹp vào tháng 12 năm ngoái. Vài tháng sau, cặp đôi thông báo kết hôn trong sự chúc phúc của đồng nghiệp và người hâm mộ. Mỹ nhân 23 tuổi là tín đồ hàng hiệu và có gu thời trang đáng chú ý.